Hello, xin chào tất cả các bạn đến với Cà Sô TV. Hôm nay mình làm video này để sell hết tất cả đống đồ chơi pin này nha các bạn. Bây giờ mình nhập nhiều mẫu mới về thì mấy mẫu cũ một thời gian thì mình bắt đầu lên sell cho các bạn nha. Bây giờ mình sell một món khoảng 3 đến 50 ngàn tùy loại, tùy món mắc rẻ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi từ tay trái qua nha. Rồi, bạn nào có thấy ưng mẫu nào thì comment cho mình biết nha, mình sẽ chốt đơn cho các bạn nha. Đây là mẫu xe tăng pin nha các bạn. Này là xe tăng pin tự động chạy có đèn. Đó, có anh lính như hình luôn. Này mình đang bán là 55k, bây giờ mình sẽ sale còn 30k nha. Món đầu tiên mình sell 25k, bây giờ món đồ chơi này là còn 30k, tặng kèm pin luôn nha các bạn. Bạn nào muốn mua thì hãy để lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại liên lạc phía dưới, mình sẽ ship tận nhà nha. Ở đây mình còn hai hộp đồ chơi xe ba bánh mô tô Spider-Man nha các bạn. Ở mẫu đồ chơi này thì mình đang bán ở shop với giá là 130k. Bây giờ mình sale còn 90k, tặng kèm pin luôn nha. Bạn nào thích thì nhanh tay chốt đơn, mình còn 2 xe nha các bạn. 2 xe mình sẽ bán 90k, tặng kèm 3 viên pin. Bạn nào thích mẫu đồ chơi xe mô tô Spider-Man, này có bia, có đèn, có nhạc luôn nha. Cái này là tự chạy nha các bạn. 90k, mình còn 2 cái nha. Bạn nào muốn mua thì hãy comment dưới cho mình biết. Chỉ có 2 món thôi. Rồi đây mình còn một chiếc xe công trình hạng nặng, mà đây là xe máy ủi nha các bạn. Cái này là chạy pin. Mình đang bán ở giá đây là 120k, mình sẽ bán 80k luôn nha các bạn, tặng kèm pin. Mà xe công trình này thì như mình chỉ còn một chiếc lớn này thôi, một chiếc lớn và một chiếc nhỏ. Bây giờ mình sell chiếc lớn trước nha, chiếc này 80k bạn, tặng kèm pin. Thì cái hộp nó hơi không được đẹp. Đó, xe mình là sale 40k luôn nha. Chứ trong là xe mới hoàn toàn chưa sử dụng nha các bạn. Bạn nào yêu thích thì muốn mua, muốn chốt thì comment phía dưới cho mình biết nha. Rồi, ở đây mình còn một chiếc siêu xe pin. Chiếc này cái này sao mình không thấy giá ta. Bạn nào mà mua chiếc xe này, bạn nào mua chiếc xe công trình hạng nặng mình tặng luôn chiếc này nha các bạn. Chứ mình giờ không nhớ giá này nhiều nữa, bán luôn, sell luôn. Ở đây mình có một chú gà, chú chim ha, chú gà nè, đẻ trứng. Giá đang là 110, bán 70k thôi nha các bạn. Tặng kèm pin luôn nha, pin thì mình vẫn tặng. Đây là chú gà đẻ trứng. Rất là dễ thương nha. Đây là đồ chơi mới hoàn toàn chưa có sử dụng nha các bạn. Tại vì bỏ mẫu qua mẫu mình nhập đồ chơi khác về thì mình lên sell giao lưu các bạn trên video thôi nha. Chứ ở shop mình nếu mà có món mới này về thì mình vẫn bán giá 110 nha, chứ không có bán giá 70k nha các bạn. Rồi đây cũng có con gà đẻ trứng này, loại nhỏ nha các bạn. Cái này 60 hả, bán 40, tặng kèm pin. Này là gà đẻ trứng mini. Rồi đây mình còn hai chiếc đồ chơi trực thăng pin nha các bạn. Trực thăng pin có đèn, có nhạc, có cánh quạt quay luôn. Giá mình bán là 120, bây giờ còn hai chiếc bán 70 luôn, bớt 50k, bán 70. Mình còn hai chiếc nha, bán giá 70k. Bạn nào thích muốn thì comment cho mình biết ha. Mình chỉ có hai chiếc thôi nha các bạn. Rồi, ở đây mình có một chiếc xe cứu thương pin 85k, bán 50k thôi. Còn một chiếc thôi nha các bạn. Bạn nào mua thì hãy comment phía dưới cho mình biết, chốt đơn cho mình biết nha. Rồi, mình để đây. Đây mình có một chiếc xe máy ủi pin. Này là
máy ủi mini nhỏ hơn cái xe công trình hồi nãy. Đây xe công trình nè, bự này nhỏ ha, nhỏ này mình để xem cái giá của nó bao nhiêu các bạn. Này mình không nhớ giá nữa, mình nó nhỏ bán 100k các bạn, 100k bán 60k thu hồi vốn các bạn ơi. Cái này còn mới tin à, mình cái này chưa có mở hộp nữa, còn siêu nữa các bạn. 60k tặng kèm pin ha. Rồi ở đây mình cũng còn mẫu xe tăng nữa nè, cũng giống như cái kia. Thì như mình nãy là nói là 30k nha các bạn. Bạn nào muốn mua thì hãy chốt đơn nha. À, mẫu xe này mình còn 2 chiếc. Đây, mình còn 2 chiếc, bạn nào muốn mua xe tăng, xe máy ủi, xe công trình máy ủi pin. Mình còn 2 chiếc nha, giá 60k. Đó. Ở đây mình có một chiếc xe Bugatti Veyron biến hình robot. Giá tăng tại shop là mình bán 220, bây giờ mình bán 150 thôi nha các bạn. Cái này là sale mạnh nhất. À, mẫu này rất đẹp nha, chạy cũng rất là mạnh nha các bạn. Cái series này thì nó có 4 màu, mình giờ còn cái màu đen rồi nè. À, mình bán hết rồi, mình bán hết mẫu rồi, giờ còn có một mẫu thôi. Này là cũng xe mới hoàn toàn nha các bạn. Nếu bạn nào thích muốn mua 150, bạn nào cho mình số địa chỉ mình sẽ ship tận nhà ha. Rồi món cuối cùng hôm nay là một chiếc siêu xe Bullitt biến hình robot. Cái này thì xe pin chạy pin tự động nha các bạn, bỏ pin và nó chạy và nó biến hình thành robot nha. Đây nó biến hình thành con này nè, bình thường thì sẽ là xe Bullitt này đó. Đây là nó biến hình sẽ là như thế này nha các bạn. À, mình đang bán là 100k thì phải, bây giờ bán 60k thôi. Bạn nào mua thì chốt đơn với mình nha, mình chỉ còn một chiếc này thôi nha các bạn. Ngoại hình hộp bọng đồ còn rất là mới, và những tất cả những đồ chơi pin này mình sẽ tặng pin hết nha. Rồi hôm nay mình có bao nhiêu đồ đây thôi nha các bạn. Nếu bạn nào thích muốn mua món nào thì